Chuyện gì thế? Không sao. Vậy mình uống sai hả? Không. Không có. Đừng. Đây là nhà của anh. Cầu thang, cầu thang. Đúng rồi. Mẹ. Mẹ. Mẹ, con uống rượu à? Con uống rượu à? Đó, giờ nó không uống rượu. Sao lại đi với con lại uống say mềm như thế này? Con cũng không biết. Anh ấy đi ăn cơm với đồng nghiệp. Nói mình lớn rồi, không muốn làm đứa trẻ ngoan của mẹ nữa. Sau đó thì uống điên cuồng, cản cũng không cản được. Con lớn rồi. Con bảo vệ mẹ. Bảo vệ mẹ nhé. Khó chịu không? Nói mẹ biết có khó chịu không? Con muốn nôn không? Để mẹ dìu con vào trong. Muốn nôn thì nói mẹ nha. Không uống nhiều. Vào trong nhà. Không có uống nhiều, con ngoan. Tiệm bánh Tiếu Nông tan ca rồi à? Ừ.